Chào anh chị và các bạn, hôm nay ES xin chia sẻ với mọi người về một chủ đề khá là thú vị, đó là chế độ bảo hiểm tai nạn lao động. Với nội dung này sẽ có 3 cái câu hỏi được đặt ra. Thứ nhất là điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động là gì? Thứ hai là có bao nhiêu tình huống dẫn đến tai nạn lao động? Thứ ba là trường hợp nào sẽ được bồi thường trợ cấp và cái khoản tiền bồi thường trợ cấp nên là bao nhiêu? Mình sẽ đi tìm vào đầu tiên là điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động. Theo điều 45 của Luật An toàn vệ sinh lao động thì người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được hưởng cái chế độ tai nạn khi có đủ các điều kiện sau. Điều kiện đầu tiên là bị tai nạn tại nơi làm việc hoặc là trong giờ làm việc, hoặc là ngoài nơi làm việc hoặc là ngoài giờ làm việc theo cái yêu cầu của người thực hiện các cái công việc của người sử dụng lao động. Thứ ba, hoặc là tai nạn trên cái tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc. Cái điều kiện thứ hai là suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do tai nạn. Điều kiện thứ ba là người lao động không được hưởng chế độ do quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp chi trả nếu thuộc một trong các cái nguyên nhân quy định tại khoản 1 điều 40 của Luật An toàn vệ sinh lao động. Đây là ba cái nguyên nhân của luật của điều 40 của Luật An toàn vệ sinh lao động. Nếu như người lao động bị tai nạn lao động vì ba cái nguyên nhân này thì sẽ không được cái quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp chi trả. Năm cái tình huống mà dẫn đến tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp đó là: tình huống đầu tiên, thứ nhất là lỗi do người sử dụng lao động. Ví dụ, chẳng hạn như là người sử dụng lao động trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động không đúng tiêu chuẩn của môi trường làm việc. Tình huống thứ hai là lỗi do người sử dụng lao động mục đích và mục đích của người lao động. Ví dụ, người sử dụng lao động không nhắc nhở hoặc là xử phạt người lao động vì không mang giày bảo hộ trong lúc làm việc dẫn đến bị vật nhọn đâm vào chân. Tình huống thứ ba là lỗi do người lao động. Ví dụ, một người công nhân trong quá trình làm việc tại một cái xưởng sản xuất may thì bị các cái kim may nó bay vào mắt thì không mang phương tiện bảo vệ cá nhân của mình. Cái tình huống thứ tư là không có lỗi từ người lao động và người sử dụng lao động. Ví dụ, người lao động bị tai nạn giao thông trên cái tuyến đường đi làm của mình. Cái tình huống thứ năm là không biết lỗi của ai cả. Thì có một ví dụ là trường hợp bị mất tích. Với những cái tình huống như thế này thì tình huống nào sẽ được bồi thường và những cái tình huống nào sẽ được trợ cấp? Bồi thường thì nó gồm có lỗi do người sử dụng lao động và một phần lỗi của người sử dụng lao động và người lao động. Còn trợ cấp thì do lỗi của người lao động. Thứ hai là không có lỗi từ người sử dụng lao động và người lao động. Thứ ba là không biết lỗi của ai cả, thì những trường hợp này sẽ được trợ cấp. Có một cái ví dụ đặt ra. Một người công nhân làm xây dựng đã được đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp và với cái mức thu nhập là 6 triệu trên một tháng bị tai nạn lao động do đội mũ bảo hộ không đảm bảo chất lượng nên là gây ra chấn thương đầu. Sau cái khoảng thời gian điều trị ổn định thì cái người công nhân này được cái hội đồng giám định y khoa nó giám định mức suy giảm khả năng lao động là 50%. Vậy thì cái người công nhân này được người sử dụng lao động bồi thường bao nhiêu tiền và được quỹ bảo hiểm xã hội trợ cấp bao nhiêu tiền? Thì đầu tiên, người sử dụng lao động phải bồi thường suy giảm 5% đến 10% thì sẽ được bồi thường ít nhất là 1,5 tháng lương. Suy giảm 11% đến 80% thì sẽ được bồi thường, cứ tăng 1% sẽ được cộng thêm 0,4 tháng lương. Còn suy giảm 81% thì được bồi thường ít nhất là 30 tháng lương. Vậy thì cái người công nhân trên cái ví dụ vừa rồi với mức suy giảm khả năng lao động là 50% và cái lương cơ bản là mức thu nhập là 6 triệu trên một tháng thì sẽ được bồi thường. Bài toán sẽ được tính như sau: sẽ bằng 1,5 tháng lương cộng với mức suy giảm tăng là 40% nhân cho 0,4 tháng lương. 1,5 tháng lương là 9 triệu cộng với 40% nhân cho 0,4 tháng lương là 0,4 của 6 triệu là 2 triệu 4 nhân với 40% là 960 thì nó sẽ ra là 9.960.000, là cái khoản tiền mà người sử dụng lao động sẽ bồi thường cho người lao động trên cái ví dụ vừa rồi. Vậy quỹ bảo hiểm xã hội sẽ trợ cấp bao nhiêu cho người lao động? Có 3 mức. Nếu như suy giảm từ 5% đến 30% thì sẽ thuộc diện trợ cấp một lần. Nếu bạn suy giảm 5% thì sẽ bằng 5 thì sẽ được trợ cấp 5 lần mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở sẽ được quy định tại cái nghị định 38 2019 NĐ-CP là 1.490.000, nhân 5 lên nó sẽ bằng 7.450.000 nếu như bạn suy giảm 5%.
Nếu cứ tăng từ 6% đến 30%, cứ tăng 1% lên thì bạn sẽ được cộng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. Với cái mức thứ hai suy giảm từ 31% đến 80% thuộc cái diện trợ cấp là hàng tháng. Thì nếu như bạn suy giảm 31% thì bạn sẽ được trợ cấp 30% mức lương cơ sở. Thì sẽ bằng lấy 30% bạn nhân với 1.490.000 thì nó sẽ hàng tháng bạn sẽ nhận được 447.000. Còn nếu như bạn suy giảm từ 32% trở lên tới 80% thì cứ tăng lên 1% thì bạn sẽ được cộng thêm 2% mức lương cơ sở. Cái mức suy giảm 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc là bị mù mắt hoặc là cục liệt hai chi hoặc là bị tâm thần thì nó sẽ thuộc diện trợ cấp phục vụ. Trợ cấp phục vụ này nó sẽ được trợ cấp theo cái quy định của điều 49 Luật An toàn vệ sinh lao động. Có nghĩa là bạn sẽ được trợ cấp hàng tháng. Ngoài cái hàng tháng này thì bạn sẽ được trợ cấp hàng tháng cái hưởng cái phụ cấp phục vụ này bằng mức lương cơ sở. Tức là khi bạn tai nạn lao động suy giảm khả năng 81% thì sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng theo điều 49 của Luật An toàn vệ sinh lao động và cộng với cái phụ cấp phục vụ hàng tháng là mức lương cơ sở là 1.490.000 nữa. Vậy cái người công nhân trên sẽ được nhận cái quỹ bảo hiểm tai nạn lao động này chi trả bao nhiêu? Người công nhân trên suy giảm khả năng lao động là 50% thì cái người công nhân này sẽ được hưởng mức trợ cấp hàng tháng. Sẽ được tính như sau, sẽ bằng 30% cộng với 19% cái mức suy giảm tăng nhân với mức lương cơ sở thì hàng tháng người sử dụng lao động sẽ trả cho người lao động công nhân trên là 730.100 đồng. Vậy thì hàng tháng cái người sử dụng lao động này trả cho người lao động trả cho người công nhân đó là 730.100 đồng trên một tháng. Ngoài cái khoản bồi thường của người sử dụng lao động và cái khoản trợ cấp của bảo hiểm xã hội thì người lao động còn được một khoản nữa, đó là một khoản tính trên cái quỹ bảo hiểm xã hội lao động. Nếu như bạn đóng dưới một năm thì sẽ được 0,5 tháng, nếu như đóng trên trên một năm thì cứ bao nhiêu năm thì sẽ bạn được cộng thêm 0,3 tháng nữa. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.